ngày 26 tháng 8, Đà Nẵng cho phép thi công trở lại 25 công trình hạng mục trọng điểm động lực. Sau khi có chủ trương, các đơn vị nhà thầu đã bố trí nhân vật lực, tổ chức thi công theo phương án 3 tại chỗ nhằm đảm bảo tốt nhất các quy định phòng chống dịch của thành phố. Sau khi được thành phố cho phép và hoàn tất các thủ tục, dự án tuyến đường ven sông Tuyên Sơn – Tuy Loan đã triển khai thi công trở lại từ ngày 6 tháng 9. Rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt trước khi vào công trường là yêu cầu bắt buộc trong thời gian này. Ngoài bố trí số lượng theo quy định của thành phố, đơn vị cũng đã tổ chức cho công dân ăn uống, nghỉ ngơi tại chỗ. Và chính quyền địa phương này cũng xuống dưới này, cũng động viên anh em, rồi cũng đồng thời cho anh em cũng chấp hành đi đúng lệnh qua có cái tay đưa xuống. Trong cái quá trình triển khai lại thì chúng tôi đã tập trung xét nghiệm cho tất cả các công nhân và cán bộ kỹ thuật tại hiện trường. Còn về vấn đề tiêm vaccine thì được sự quan tâm của thành phố thì toàn bộ công nhân và cán bộ kỹ thuật cũng đã được tiêm vaccine một mũi. Tại một dự án khác được thành phố cho phép thi công trong thời gian giãn cách là dự án trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố. Ban quản lý dự án đã quán triệt nhà thầu tổ chức thi công 3 tại chỗ, tập trung hoàn thiện công trình để hoàn thành đúng tiến độ. Ăn tại chỗ, làm tại chỗ và nghỉ ngơi tại chỗ. Và thường xuyên cũng kiểm tra và test COVID 3 ngày một lần. Trong thời gian giãn cách, thành phố đã cho phép 25 công trình dự án trọng điểm được triển khai thi công. Các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án thực hiện công tác phòng chống COVID-19 theo đúng kế hoạch. Phương án được Ủy ban Nhân dân các quận huyện chấp thuận, đồng thời tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho tất cả người lao động trước khi đưa vào công trường và tổ chức thi công theo phương án 3 tại chỗ. Ban quản lý dự án đã làm việc với các nhà thầu cũng như phối hợp với địa phương xây dựng phương án phòng chống dịch và phương án đảm bảo 3 tại chỗ trong quá trình triển khai thi công lại hạng mục công trình. Trong đó thì trước khi khởi động thi công lại, sau khi có chủ trương thành phố thì đã phối hợp với địa phương tiến hành xét nghiệm toàn bộ công nhân đang thực hiện 3 tại chỗ tại công trình. Qua kết quả thì tất cả công nhân đều có kết quả âm tính. Sau gần một tháng siết chặt giãn cách, Đà Nẵng đã cơ bản kiểm soát được COVID-19. Cùng với việc đẩy nhanh đầu tư công, thành phố cũng sẽ có phương án để từng bước khôi phục lại các hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn, căn cứ vào nguy cơ dịch bệnh từng khu vực.